mà mình chưa kịp chạy xô mấy người chạy xô hết rồi à. Cho nên là giờ chút cái ai hút cho mình rồi đi đi hút. Chị Ngọc Liên là cũng là một người tham gia các chương trình thiện nguyện trong và ngoài nước cũng rất là nhiều. Show nào mà hướng về miền Trung, hướng về bà con mình thì chị Liên đều tham gia. Mà ngay đầu tiên nhận biết thì có ý tưởng là chị đồng ý tham gia liền để giúp cho các bé. Thì Phúc cũng biết là như Đại nói là Liên cũng là một người bạn thân của Yên Lam như là 20 mấy năm rồi. Và hai đứa từng hoạt động trong đoàn ca nhạc nhẹ thành phố. Cho nên chơi với nhau cũng cái giờ lâu lắm rồi. Và sau này thì thân với anh Duy rồi Lan và Phúc nữa. Cho nên là bây giờ hãy bất cứ show nào mà Lan kêu, anh Duy kêu hay Phúc kêu, Liên không có bị bận show trước á thì Liên sẽ nhận ngay. Bởi vì chúng ta một gia đình rồi. Và làm việc với một cái lòng từ thiện thì mình nên làm hơn. Nhưng mà tay không có muốn luôn hả? Bây giờ tôi tặng hơn 10 bài gì thì em thấy fan thì đông hơn em sợ rồi đó. Hôm nay thì dịu tí đi để cho nó có cái bài hát, nó cũng có một cái gì đó gọi là về quê hương. Để cho các bé ở đây nghe nó cũng không có đặc biệt. Thì đi hát bài hát của nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân, bài hát cho bài tên Qua Thơ Mê. Xin mời mọi người cùng nghe đây.
Không muốn là xuống.